Ok, và clip cũng đã hết rồi. Và Gấu rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Thấy clip hay, hãy like, share và subscribe cho Gấu. Đừng quên nhấn chuông để nhận được những thông báo của những clip mới nha. Và các bạn hãy comment phía dưới cho Gấu biết là các bạn thức khuya thì các bạn ăn gì. Và xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Bye bye. Ngủ. Mệt quá.